giải đắc vô tận, sở thọ, dụng vận, mạc linh chúng sanh, hữu sở Phạt thiểu. Nguyện lớn thứ ba, Đức Dược Sư phát lời nguyện lớn này khi Ngài còn là một tỳ kheo trong đời quá khứ. Thuở ấy, Ngài cũng giống như quý vị, như tôi hay các chúng sinh khác, chỉ không giống là ở chỗ Ngài tự phát ra lời nguyện lớn, nên Ngài đã sớm thành Phật. Còn như chúng ta thì quả là ích kỷ, tự lợi, tham lam, mong cầu, tranh chấp lẫn nhau, không muốn lập nguyện lớn. Bởi vậy, cho đến nay chúng ta chưa thành Phật được. Ngài nói, nguyện đời sau này, khi ta đắc đạo Bồ Đề, ta dùng vô lượng vô biên phương tiện trí tuệ. Ta nguyện đời sau, khi ta thành Phật, ta sẽ lấy những phương tiện trí huệ vô số kể và vô bờ bến. Đây là phương tiện trí huệ, chẳng phải là phương tiện ngu si. Phương tiện trí tuệ là thế nào? Là những pháp có lợi ích cho người. Pháp đó chẳng nhất thiết lợi ích cho ta. Cứ loại nào có lợi ích cho người khác thì mang ra để giáo hóa. Còn phương tiện ngu si thì sao? Đó là những loại không hợp với thiện pháp, trái với thiện pháp, mà hợp với ác pháp, tương ứng với ác pháp. Tương ứng với ác pháp là như thế này. Ta lấy thí dụ, khi bị muỗi cắn, ta vô ý đập chết con muỗi rồi tự bào chữa rằng đó là phương tiện không đáng kể, không phạm sát giới, không phải là phá giới. Cũng như trường hợp mỗi khi thấy ai hay thì ta động lòng tham, đợi đến khi người ta không chú ý, bèn lấy cắp mang đi, rồi lại tự bảo rằng đây không phải là ăn cắp, phương tiện mà người khác dùng cũng như ta dùng, có gì đâu mà phân biệt. Kỳ thực lấy trộm của người là không hợp pháp, tương ứng với ác pháp, vậy mà còn bảo là phương tiện, không có gì là quan trọng. Về tà dâm chẳng hạn, ai cũng biết vợ chồng một khi đã kết hôn chính thức với nhau thì sự tư tình của chồng sẽ làm cho vợ không vui. Khi đã phạm điều tà dâm rồi, lại còn cho rằng chuyện đó chẳng can hệ gì, chỉ là phương tiện thôi, biết rõ thế nào là tà dâm, nhưng vẫn cố bao che, viện hết lý lẽ để bênh vực mình. Cứ một mực nghĩ rằng có gì là can hệ lắm đâu, ai mà biết được. Quý vị thử nghĩ coi, nói dối uống rượu cũng lý luận tương tự như vậy đó. Ồ, uống chút xíu rượu, uống chơi cho vui thôi, có gì là quan trọng đâu, tôi đâu có sai. Nói dối như vậy thì có gì đâu mà sợ, có chết ai đâu mà nghiêm trọng quá vậy. Đây chỉ là cách tự giành lẽ phải cho mình, đó gọi là những phương tiện ác, phương tiện ngu si. Trở về kinh văn, Dược Sư Lưu Ly Quang Như Lai nói Ngài dùng phương tiện trí huệ khiến cho chư hữu tình đều được mọi vật thọ dụng vô cùng. Nghĩa là khiến cho hết thảy các loại hữu tình đều được mọi vật thọ dụng. Bất cứ thứ gì cần gì được nấy. Chúng ta thấy Phật có tâm bố thí rất mực rộng lớn. Ngài dùng nguyện lực này để thỏa mãn các ước muốn của chúng sanh. Những gì chúng sanh mong cầu, chẳng để chúng sanh có chỗ thiếu sót, không để cho chúng sanh thiếu thốn một thứ gì. Cái gì cũng đầy đủ hết, khiến ai nấy đều xứng ý, thỏa lòng mọi sự tốt đẹp. Nếu quý vị muốn mọi mong cầu của mình đều được thành tựu thì hãy mau mau niệm danh hiệu của Ngài, hay tụng kinh công đức bổn nguyện của Dược Sư Lưu Ly Quang Như Lai, quý vị sẽ được tại nguyện. Có người nói rằng tôi biết rồi, tôi niệm danh hiệu Dược Sư Lưu Ly Quang Như Lai, rồi tôi đến sòng bạc tại Reno, tôi mà thắng được 1 triệu đồng thì về sau tôi sẽ không đánh bạc nữa. Tôi cầu xin như vậy. Nếu quý vị thực lòng thì rất có thể quý vị sẽ được toại nguyện. Nhưng nếu quý vị nửa tin nửa ngờ thì quý vị sẽ không thể dối gạt được Dược Sư Lưu Ly Quang Như Lai. Nguyện lớn thứ tư, nguyện đời sau này khi ta đắc đạo Bồ Đề, nếu có những hữu tình tu hành tà đạo thì ta sẽ khiến họ an trú trong đạo Bồ Đề. Còn nếu tu hành hạnh thanh văn độc giác thì đều an lập nơi Pháp Đại Thừa. Đệ tứ đại nguyện, nguyện ngã lai thế đắc Bồ Đề thời, nhược chư hữu tình hành tà đạo giả, tất linh an trú Bồ Đề đạo trung. Nhược hành thanh văn độc giác thừa giả, dài dĩ đại thừa nhi an lập chi. Nguyện lớn thứ tư. Trong điều nguyện thứ tư này, Ngài nguyện cho hết thảy các loài hữu tình đều bỏ tà quy chánh, bỏ mê về giác để khổ hưởng vui. Nguyện cho ai tu tiểu thừa đều hướng về đại thừa, phát tâm Bồ Đề chân chánh để tương lai thành tựu quả Phật. Ngài nguyện rằng nguyện đời sau này khi ta đắc đạo Bồ Đề, tức là khi phát nguyện thì Ngài chưa thành Phật. Ngài nói về đời sau này khi Ngài chứng quả vị chánh đẳng chánh giác, nếu có những hữu tình, đây là bao quát hết thảy các chúng sanh. Nói chung trong số các chúng sanh, có kẻ chánh tri chánh kiến thì rất ít, mà kẻ có tà tri tà kiến thì lại rất nhiều. Nói đến chánh pháp ít người thông hiểu, chịu tiếp thu và thực hành. Ngược lại nói tới tà pháp, loại bằng môn tà đạo hoặc thứ gì có vẻ huyền bí, có vẻ dễ dàng thì tức khắc người ta đổ xô tới để theo. Bởi vậy mới nói tu hành tà đạo, tức ám chỉ người tu pháp ngoại đạo không cầu chánh pháp. Nói đến các loại như bùa ếm, đầu độc, cầu cơ, đồng bóng, vân vân thì người ta tin ngay, còn giảng kinh nói pháp thì họ chẳng thấy hay ho gì. Nếu bảo họ rằng anh sẽ gặp tai nạn như thế này, muốn tránh được anh phải làm việc này việc kia, nói vậy là họ tin ngay, còn giảng cho họ Phật pháp thì chẳng ai muốn nghe. Thì ta sẽ khiến họ an trú trong đạo Bồ Đề. Tuy họ tu theo tà đạo, nhưng Dược Sư Lưu Ly Quang Như Lai cũng cố gắng dùng các pháp phương tiện khiến họ bỏ đường mê để quay về lối giác, bỏ tà quy chánh, dứt đường sanh tử, phát tâm Bồ Đề rộng lớn, an trú trong đạo Bồ Đề. An trú ở đây có nghĩa là bỏ tà quy chánh, không còn trở lại đường tà để an ổn trú nơi đường giác. Đường giác là đường trí huệ. Quý vị có trí huệ, quý vị sẽ đi con đường chánh pháp. Quý vị không có trí huệ, ngu si, quý vị sẽ đi vào con đường nhỏ, con đường của loại bảng môn ngoại đạo. Này kẻ bảng môn ngoại đạo được Phật Dược Sư Lưu Ly Quang dùng phương tiện để quay về đường chân chánh của Phật giáo. Còn nếu tu hành hạnh thanh văn độc giác, thanh văn là những pháp tứ đế, gồm các món khổ tập diệt đạo. Còn độc giác là chỉ về pháp tu thập nhị nhân duyên. Pháp đó tóm tắt như sau: vô minh duyên hành, hành duyên thức, thức duyên danh sắc duyên lục nhập duyên xúc, xúc duyên thọ, thọ duyên ái, ái duyên thủ, thủ duyên hữu, hữu duyên sinh, sinh duyên lão tử. Hết thảy các chúng sanh đều do 12 nhân duyên này mà sanh, do 12 nhân duyên này mà diệt. Như trong câu các hành là vô thường, đó là pháp sanh diệt diệt rồi tịch diệt là vui. Chư hành vô thường thị sanh diệt pháp, sanh diệt diệt dĩ, tịch diệt vi lạc. Nếu chứng ngộ được pháp tu 12 nhân duyên, tức bỏ mê quay về giác, sau đó bỏ tiểu mà hướng tới đại. Bỏ tiểu hướng tới đại chính là tu pháp môn độc độ. Thập nhị nhân duyên do vô minh mà chúng ta sanh ra đời, tức là từ cái chỗ mê mờ mà sanh ra. Vô minh là gốc của phiền não, gốc của sanh tử, cũng là gốc của mọi sự phiền hà, hết thảy mọi vấn đề rắc rối. Tu là tu cái gì? Tu chính là phá vô minh. Vô minh làm cho quý vị mờ tối, không hiểu rõ việc mình làm, hành động trong sự hồ đồ, hành động mà không hiểu mà vẫn hành động, đó gọi là vô minh. Vô minh chi phối hành động của quý vị, khiến quý vị thành điên đảo, mơ hồ, sống trong mơ, chết trong mộng, tham đắm các thứ như tiền của, sắc dục, danh vọng, ăn uống và ngủ nghỉ, tài sắc, danh thực thùy. Khi đã có vô minh thì nó thể hiện bằng hành vi. Hành vi gì? Tức là làm cái điều mà quý vị không hiểu rõ, hoặc chỉ hiểu một chút chứ không hiểu tất cả ngành ngọn. Đã có hành vi thì sẽ có dấu vết, sẽ có hình tướng lưu lại, có hành động, tức có sự tướng tất có cái tên. Khi đường hành động thì tâm chưa khởi lên sự phân biệt, hành động xong rồi mới có thức, tức là tâm phân biệt, gọi là cái biết, cái trí thức. Đã biết phân biệt rồi thì sẽ có ngay 4 thứ tướng: nhân tướng, ngã tướng, chúng sanh tướng, thọ giả tướng. Thức này là ý thức và tác dụng của nó mang lại danh và sắc, tức là nói tới vật thể. Vật thể thành hình hài gồm có lục nhập, mắt, tai, mũi, lưỡi, thần và ý. Bằng lục nhập hình hài tiếp xúc với ngoại giới, lúc đó xúc sẽ mang lại thọ, sự cảm thọ. Nhờ có tâm phân biệt mà xúc đưa tới cảm thọ dễ chịu hay khó chịu, khoái cảm hay không khoái cảm. Từ đó tâm ái, cái tham ái xuất hiện. Bởi vậy mới nói là xúc duyên thọ, thọ duyên ái, một tiến trình đi theo thứ tự đó. Khi đã có ái, tức có ngày hữu, ý muốn chấp hữu hướng về tự kỷ, cái ta, do đó mà dẫn tới đời sau, sinh, rồi theo trình tự tiến tới già và chết, lão tử. 12 nhân duyên nói trên đã kể ra đủ hết tiến trình của hết thảy mọi chúng sanh trong sự luân hồi sanh tử. Độc giác là những người ngộ lý nhân duyên này, họ thấy các nhân duyên nối kết với nhau thành một vòng không có đầu mối, không có chỗ đứt đoạn, do đó họ tu để ra khỏi vòng sanh tử, thoát cảnh luân hồi. Thành văn và duyên giác, tức độc giác là hai thừa, trong Phật giáo gọi chung là nhị thừa. Hai thừa này thực ra chưa phải là chỗ cùng tột cứu cánh. Ai tu và chứng được hàng nhị thừa thì giải quyết xong vấn đề phân đoạn sanh tử, nhưng vẫn chưa dứt được biến dịch sanh tử. Bởi vậy trong kinh, Đức Như Lai Dược Sư Lưu Ly Quang đã từng phát nguyện thì đều an lập nơi pháp đại thừa, nghĩa là ngài nguyện độ cho họ từ tiểu thừa mà tiến tu đại thừa, đặng họ phát tâm tu thành Phật đạo, tới bậc vô thượng chánh đẳng chánh giác. Nguyện lớn thứ 5, nguyện đời sau này khi ta đắc đạo Bồ Đề, nếu có vô lượng vô biên hữu tình tu hành phạm hạnh trong pháp của ta, thì hết thảy đều được giới chẳng thiếu, đủ giới tam tụ. Nếu có ai đã chót phạm giới, nghe tên ta rồi lại trở về thanh tịnh, chẳng vào đường ác. Đệ ngũ đại nguyện, nguyện ngã lai thế đắc Bồ Đề thời, nhược hữu vô lượng vô biên hữu tình. ngã pháp trung tu hành phạm hạnh, nhất thiết gia linh, đắc bất khuyết giới, cụ tam tụ giới, thiết hữu hủy phạm, văn ngã danh dĩ, hoàn đắc thanh tịnh, bất đoạn ác thú. Chúng ta ngày nay sở dĩ không bị đọa vào ba đường ác là nhờ danh hiệu của Dược Sư Lưu Ly Quang Như Lai đã cứu chúng ta. Giả tỷ tên của Ngài không có trên thế gian này thì e rằng tất cả mọi người đã bị đọa vào địa ngục, làm loài quỷ đói, làm súc sanh, khó mà được làm thân người. Thực vậy, với nguyện lực của Ngài thì dầu quý vị có phạm 10 điều ác, ăn mặn phá giới, không làm điều lành, song nếu được nghe đến hồng danh vạn đức hạnh của Dược Sư Lưu Ly Quang Như Lai thì quý vị sẽ được tiêu trừ hết tội nghiệp, để khổ được vui, thoát vòng sanh tử. Nguyên do là ngay từ thuở Dược Sư Lưu Ly Quang Như Lai gieo nhân tu đạo Bồ Tát, Ngài đã sớm biết đa số chúng ta ngày nay không giữ giới luật, ở trong cảnh thiện ác hỗn tạp chẳng rõ ràng, ví như nước với đất lẫn lộn thành một chất bùn nhơ. Nước là trí huệ, bùn là vô minh. Giữ giới luật là trở về nguồn cội, là khôi phục lại trí huệ sẵn có của mình. Không giữ giới luật tức là làm đục nước trí huệ bằng chất bùn vô minh vậy. Tuy nhiên giữ được giới luật chẳng phải là điều dễ dàng. Dược Sư Lưu Ly Quang Như Lai vốn biết trước tập khí và lỗi lầm của các chúng sanh là như vậy, nên trong nguyện lớn thứ 5 Ngài đã nói: nguyện đời sau này khi ta đắc đạo Bồ Đề, đến đời sau này khi ta thành Phật, nếu có vô lượng vô biên hữu tình, tức là nói hết tất cả tôi và quý vị cũng đều nằm trong số vô lượng vô biên hữu tình đó, tu hành phạm hạnh trong pháp của ta, trong pháp của ta tức là Phật pháp, pháp chung của chư Phật, tu hành phạm hạnh tức là tu hạnh thành tịnh, hay nói khác là nghiêm chỉnh giới luật, thì hết thảy đều được giới chẳng thiếu. Đối với bất cứ ai tu Phật pháp thì nguyện lực của ta là khiến cho tất cả giữ được giới hạnh đầy đủ, viên mãn, giống như vầng mặt trăng không bị khuyết hãm. Đủ giới tam tụ, đầy đủ giới tam tụ. Tam tụ giới gồm các giới như sau: 1. Trì nhiếp chúng sanh giới. 2. Nhiếp thiện pháp giới. 3. Nhiếp luật nghi giới thành tịnh. Giữ được mấy giới này quả là một sự khó khăn, cho nên nguyện của Ngài là nếu có ai đã cho phạm giới, nghe tên ta rồi lại trở về thanh tịnh, chẳng vào đường ác. Nếu phạm giới chẳng hạn, sau khi nghe đến tên ta liền được thanh tịnh trở lại, không bị đọa vào đường ác như địa ngục, ngạ quỷ hay súc sanh. Tại sao gọi là giới tam tụ? Tam tụ tịnh giới. Tụ nghĩa là tụ tập, và chữ tụ nói lên ý nghĩa rằng các giới này không cùng một loại. Thí dụ nói về nhiếp luật nghi, tức là nói tới 300 lễ nghi, 3.000 oai nghi. Chữ nhiếp có nghĩa là bao quát, gồm thâu hết thảy luật nghi và oai nghi. Thí dụ nói nhiếp thiện pháp, tức nói bao gồm hết thảy các thiện pháp, kể ra thì là vô lượng vô biên, chẳng phải chỉ một loại thiện pháp. Như trong câu không làm các điều ác, luôn làm các điều lành. Còn nhiếp chúng sanh cũng là nghĩa bao gồm hết thảy các chúng sanh, và theo giới này là độ các chúng sanh thành Phật, nhiếp thâu hết tất cả, không trừ một ai. Giới tam tụ quả là nhiều, không dễ gì mà giữ được trọn vẹn. Vậy phải làm sao nếu chót lỡ phạm giới? Dược Sư Lưu Ly Quang Như Lai đã nguyện rằng nếu người nào phạm giới luật mà nghe đến danh hiệu của Ngài thì sẽ được thanh tịnh trở lại, và người đó sẽ khôi phục lại tình trạng như lúc chưa phạm giới, không còn lo bị đọa vào đường ác. Quý vị nghĩ xem, Đức Dược Sư Lưu Ly Quang Như Lai đối với mỗi người trong chúng ta quan tâm đến như vậy, chu đáo đến như vậy, chúng ta không lẽ không đáp ứng lòng từ bi của Ngài để cố gắng tu hành giữ gìn giới luật? Chúng ta có lý nào lại bảo rằng đâu cần giữ giới làm gì, ta cứ việc phá giới? Đằng nào Đức Dược Sư Lưu Ly Quang Như Lai cũng đã phát nguyện cứu giúp. Nếu chúng ta phạm giới mà nghĩ như vậy là sai lầm. Chúng ta không thể cố ý phá giới rồi ỷ lại vào Ngài như vậy. Nguyện lớn thứ 6, nguyện đời sau này khi ta đắc đạo vô thượng Bồ Đề, nếu những hữu tình mang thân hèn kém, mọi căn chẳng đủ, xấu xa ngu ngốc, mù điếc ngọng câm, què quạt lưng còng, phong hủi điên cuồng, bao nhiêu bệnh khổ, nghe đến tên ta hết thảy đều được đoan chánh sáng suốt, mọi căn hoàn toàn không, mọi tật khổ. Đệ lục đại nguyện, nguyện ngã lai thế đắc Bồ Đề thời, nhiệt chư hữu tình, kỳ thân hạ liệt, chư căn bất cụ, xú lậu ngoan ngu, manh lung ấm á, luyến tích bối lũ, bạch lại điên cuồng, trùng trùng bệnh khổ, văn ngã danh dĩ, nhất thiết giai đắc, đoan chính hiệt tuệ, chư căn hoàn cụ, vô chư tật khổ. Bộ kinh này nói về những lời nguyện của Dược Sư Lưu Ly Quang Như Lai, những lời nguyện trong đời quá khứ, trong thời kỳ tạo nhân hay gọi là nhân địa. Lúc đó Ngài đã nguyện những gì, đến nay những nhân đó kết thành quả gì, nguyện lực của chúng ra sao, chúng ta phát nguyện cũng vậy, đó là gieo nhân. Tới khi kết thành quả thì nhân gì tạo ra quả ấy, nhân lành thành quả lành, nhân ác sẽ thành quả ác. Thế nào gọi là nguyện lành? Đó là những lời nguyện chẳng nhằm lợi ích cho mình. Dược sư Lưu Ly Quang Như Lai nguyện cho hết thảy mọi chúng sanh. Chẳng khi nào Phật lại phát nguyện đại khái như: ta nguyện khi nào thành Phật, ta sẽ hưởng phước như thế này, khoái lạc như thế kia và quên hết các chúng sanh. Phật không bao giờ làm như vậy. Niềm vui nhất Phật chứng được, Phật không muốn hưởng một mình mà muốn chia sẻ cùng tất cả chúng sanh. Phật phát nguyện thành tựu thiện nghiệp như vậy, đời đời kiếp kiếp thực hành đạo Bồ Tát, lợi mình lợi người, giác ngộ cho mình rồi giác ngộ người, độ mình độ người. Tóm lại là những lời nguyện đại Bồ Đề. Các Bồ Tát phát thiện nguyện chính là những lời nguyện đó, nguyện thành tựu thiện nghiệp, nguyện thành đạt thiện quả, và thiện quả chính là thành Phật. Thành Phật chẳng phải là duy ngã độc tôn ngự trên đỉnh cao chót vót. Thành Phật chỉ là có trí huệ vượt trên chúng sanh, bỏ mê quay về giác ngộ, để hết mọi thứ vọng tưởng điên đảo. Còn chúng sanh như chúng ta thì mỗi hành động là một lần tạo nghiệp, lại là nghiệp xấu, chẳng phải nghiệp thiện. Thản hoặc có một vài niệm tốt, nhưng mức độ của chúng chẳng đến át được niệm xấu. Thành thử nghiệp của chúng ta là một thứ hỗn độn, thiện ác lẫn lộn với nhau. Nếu có thể dùng máy điện toán mà liệt kê ra thì ác nhiều hơn thiện. Vậy cho nên đời này nối đời kia, mỗi đời một kém đi, thêm một sự trôi dạt, sự tình gặp gỡ chẳng được xứng ý. Bởi đâu ra nông nỗi đó? Bởi chẳng tạo nghiệp thanh tịnh, chẳng phát thiện nguyện như Phật, chẳng tu thiện nghiệp để tương lai kết thành thiện quả. Chúng ta cũng muốn phát nguyện mà ngặt vì lòng vị kỷ tác quái, nên chỉ lo cho mình, không lo cho người khác. Có thể có một số nào đó lo việc chung, nhưng kỳ thật họ mua chút hư danh, chỉ mong cầu người khác biết đến tên mình mà thôi. Do đó mà họ tạo ra loại nghiệp hỗn tạp. Nghiệp xấu nặng hơn nghiệp tốt nên trêu cảm thành những quả xấu. Vì những lẽ đó chúng ta sanh ra đời, được hưởng chút khoái lạc nhưng cũng chịu thống khổ, và tiệu chung thì thống khổ nhiều hơn khoái lạc. Nói cho đúng, đây chẳng phải là thứ khoái lạc chân chánh, phải là thường lạc ngã tịnh phát xuất từ trong tự tánh mới gọi là chân chánh. Còn như cái lạc của chúng ta, nó không kéo dài, nó không có tính cách thường. Cái ngã của chúng ta cũng bất thường, cái tịnh cũng bất thường. Thường lạc ngã tịnh là thứ khoái lạc của sự thanh tịnh, chẳng phải khoái lạc của kẻ khiêu vũ, của người uống rượu hay của người đi coi hát. Một thứ khoái lạc của kẻ bội giác hiệp trần, quay lưng với giác ngộ, hướng về trần tục, tóm lại là điên đảo. Có người nói: Pháp Sư nói như vậy thì trong thế gian này không có khoái lạc ư? Quý vị hãy nghĩ cho kỹ đi, thế nào là khoái lạc thực sự? Hãy nói về cái ăn và mặc. Ai cũng muốn mặc đồ đẹp, một bộ đồ đắt tiền quý giá. Kỳ thực nó là cái gì? Nó là cái gông, cái cùm khiến cho ta đi đứng không tự nhiên, ngồi nằm không tự nhiên. Vì lý do gì vậy? Bởi lúc nào ta cũng phải lo chăm sóc và giữ gìn cho bộ đồ đẹp đó. Con người là vạn vật chi linh, là hạng siêu việt trong muôn loài, mà lại làm kẻ nô lệ cho đồ quần, áo quần chăng? Nói về ăn thì ăn thứ này ngon, ăn thêm thứ kia ngon, ăn cho đến bội thực nôn mửa. Còn ở thì như người ta nói: nhà lớn ngàn gian, ngủ chẳng quá 8 thước, ruộng tốt vạn thửa, ăn chẳng quá 3 bữa một ngày. Vậy thì cuộc đời với ăn mặc và trú ngụ có gì là khẩn trương lắm đâu, để chúng ta phải bận bịu suốt ngày, không còn thời gian ngơi nghỉ. Vô thường chợt tới, chết tới rồi lại bảo: công việc của tôi chưa làm xong, chưa lo hết việc, xin Diêm Vương hoãn cho tôi một kỳ, để thủng thẳng rồi tôi sẽ đi, có được không? Quỷ vô thường sẽ lắc đầu bảo: không được đâu, ta chẳng thể để cho ngươi sống thêm giây phút nào nữa, thế là hết đời. Quý vị thử coi, kết cục còn có gì là hay nữa đâu. Chẳng qua vì chúng ta không nhận ra mọi sự việc cho rõ ràng, cho nên mới chạy theo cái hư vọng. Cái danh, cái lợi đều hư vọng, cho nên trong tâm lúc nào cũng đầy rẫy phiền não. Đó là điều mà chúng ta khác với Phật. Đối với Phật, mọi sự tình đều được nhận thức rõ ràng. Phật nhìn ra hết rồi buông bỏ hết, nên luôn luôn được tự tại. Vừa nhận ra xong là Phật phát nguyện. Những nguyện đó nhằm lợi ích cho các chúng sanh, nhằm thực hành đạo Bồ Tát. Bởi vậy Dược sư Lưu Ly Quang Như Lai mới phát các nguyện lớn. Nguyện lớn thứ 6 của Ngài, Đệ Lục Đại Nguyện, là nguyện đời sau này, nguyện rằng trong tương lai, tới đời sau này. Một số người không tin có đời sau. Nếu thực tế không có đời sau thì quý vị cứ việc đi giết người, đi đốt nhà người ta, tha hồ muốn làm gì thì làm. Kỳ thực bởi có kiếp sau và mọi điều, mọi việc đều phát sinh hậu quả, nên quý vị không thể làm bậy được mà phải hành động cho hợp lẽ. chớ không thể bạ cái gì làm cái đó, không kể gì đến kết quả về sau. Quý vị hỏi rằng sao tôi chẳng biết gì về đời quá khứ của tôi và kiếp sau của tôi, quý vị không biết ư? Vậy chớ khi quý vị ngủ, quý vị có biết gì về thời gian lúc quý vị thức không? Quý vị không biết, bởi vậy trong đời này quý vị đâu có nhớ gì về những sự tình của kiếp xưa. Phật dạy rằng, yếu tri tiền thế nhân, kim sinh thọ giả thị, yếu tri lai thế quả, kim sinh tố giả thị. Nghĩa là muốn biết nhân của kiếp trước ra sao, hãy xem kiếp này ta lãnh thọ cảnh ngộ nào. Vì cái mà ta đường lãnh thọ chính là cái quả do nhân kiếp trước đã gieo trồng. Muốn biết kiếp sau ra sao, hãy xem những điều ta làm trong kiếp này như thế nào. Vì gieo nhân trong kiếp này thì sẽ có kết quả trong kiếp sau. Đó là luật nhất định không sai trái. Phật biết rõ đạo lý này nên phát nguyện rằng đời sau, sau khi Ngài đắc đạo vô thượng Bồ Đề, tức là chứng được vô thượng chánh đẳng chánh giác, nghĩa là thành Phật, nếu những hữu tình, nếu những chúng sanh bao quát hết cả những loài có khí huyết, mang thân hèn kém, thân thể hèn kém, ý nói những ai có hình dung xấu xí, khó coi, có những người trông diện mạo không bình thường, mắt tai mũi miệng chẳng hạn, không mọc đúng chỗ, trông thật kỳ cục xấu xí. Quý vị bảo tôi chưa hề thấy người nào như vậy. Quý vị chưa thấy lần nào ư? Mà quý vị cũng chẳng nên bắt chước họ làm gì. Tóm lại, có kẻ mang tướng mạo của loài chó, có kẻ tướng mèo, tướng chuột, tướng gấu, tướng ngựa, tướng con nai, đủ cả như vậy đó. Nhiều lắm, trông thấy mà ghê. Đó là các tướng hạ liệt hèn kém. Lại chẳng phải chỉ có vậy, còn những loại mọi căn chẳng đủ, các căn không đầy đủ, hoặc giả chỉ có một mắt, chỉ một tai, mũi có một lỗ, hoặc giả tay chân không cử động bình thường, hoặc giả mắt tai mũi lưỡi thân ý không điều hợp được với nhau, cũng gọi là các căn không đủ, hoặc giả chúng có đủ nhưng coi như không có vậy. Sợ chúng ta không hiểu hết ý của câu kinh, mang thân hèn kém, mọi căn chẳng đủ, nên đoạn kế tiếp còn nói rõ hơn nữa, xấu xa, ngu ngốc. Xấu tức là không ưa nhìn, khó coi, và ngu ngốc là đần độn, nói gì cũng không hiểu. Quý vị bảo cho biết 2 với 2 là 4, thì kẻ ngu trả lời rằng 1 với 2 là 3, sao có thể thành 4 được. Tóm lại là hết sức ngu si, mù điếc ngọng câm, manh lung ấm á. Manh là mù, lung là điếc, có tai có mắt mà không nghe không thấy. Ấm là ngọng, khi nói thì thanh âm như mắc lại trong cổ họng, nghe như tiếng mũi kêu, nói chẳng ai hiểu gì. Còn như á là câm hoàn toàn. Những người mù điếc ngọng câm quả là khổ không biết chừng nào, quả báo ra sao mà đến nỗi như vậy. Cũng tại trong kiếp trước đã tỏ ra hoài nghi khi nghe giảng Phật Pháp, không chịu lắng tai nghe, nên nay thành điếc tai, gặp Phật Pháp mà không nhận ra nên thành mù, bảo học Phật Pháp mà không nghe lời nên thành ngọng, nặng hơn nữa là biến thành câm. Các bệnh trên đều do quả báo què quạt lưng còng, luyến tích bối lũ. Luyến là tay bị quắp lại, không duỗi thẳng ra được. Các ngón tay thì nắm lại cũng không thể xòe ra. Tích là bị tê liệt, bối lũ là còng lưng. Phong hủi điên cuồng, bạch lại điên cuồng. Bạch lại là khi có những nám trắng hay đỏ giống như miếng vá trên mặt. Điên cuồng thì đó là bệnh của những đứa trẻ bị ngược đãi, bệnh của kẻ tự cắn xé chính mình, hành hạ mình, chửi rủa mình. Nguyên do bởi trước họ phỉ báng kinh Hoa Nghiêm, phỉ báng kinh Đại Thừa, phỉ báng Phật Pháp. Tóm lại bao nhiêu bệnh khổ. Những loại bệnh khổ như vậy, nghe đến tên ta, sau khi nghe tên ta hết thảy đều được đoan tránh, thì tất cả đều được trở lại đoan tránh, hình dung không còn xấu xí, khó coi nữa. Sáng suốt tức là thông minh, có trí tuệ, mọi căn hoàn toàn, các thứ mắt tai mũi lưỡi thân ý, cả 6 căn đều đầy đủ và thông lợi. Không mọi tật khổ, mọi tật bệnh, mọi sự thống khổ đều được giải trừ, khỏi cần phải dùng thuốc thang, khỏi cần y sĩ cứu chữa. Quý vị coi như vậy có phải là thần diệu không? Mà chỉ cần nghe đến danh hiệu của Dược Sư Lưu Ly Quang Như Lai là tất cả các tật bệnh, các thống khổ đều tiêu tan. Phật Dược Sư đối với nhân loại quý giá như vậy đó. Mỗi hành động cử chỉ của Ngài đều hướng về lợi ích cho các chúng sanh, không hề có điều gì bất lợi cho mọi người. Không muốn chúng sanh phải gặp quả báo những điều Ngài phát nguyện, chỉ cốt cho hết thảy được vừa lòng, được vui sướng. Ý của Ngài là như vậy. Nguyện lớn thứ 7, nguyện đời sau này khi ta đắc đạo vô thượng Bồ Đề, nếu những hữu tình bị bệnh bức thiết, không ai cứu giúp, không chỗ nương thân, không thầy, không thuốc, không người thân thích, không cửa, không nhà, bần cùng khốn khổ, Một khi tên ta nghe lọt vào tai, mọi bệnh đều hết, thân tâm yên vui, gia quyến tiền của thảy đều phong túc, cho đến chứng được vô thượng Bồ Đề. Đệ thất đại nguyện, nguyện ngã lai thế đắc Bồ Đề thời, nhược chư hữu tình, chúng bệnh bức thiết, vô cứu vô quy, vô y vô dược, vô thân vô gia, bần cùng đa khổ, ngã chi danh hiệu. Nhất kinh kỷ nhĩ, chúng bệnh tất trừ, thân tâm an lạc, gia thuộc tư cụ, tất giai phong túc, nãi trí chứng đắc, vô thượng Bồ Đề. Nhiều vị đến đây nghe kinh vẫn chưa biết Đức Phật Dược Sư Lưu Ly Quang là ai. Tiện đây tôi xin giảng thêm một chút. Ngài chính là một đại y vương, bởi là vua trong giới thầy thuốc. Ngài chữa bệnh chẳng cần dùng thuốc, hết thảy các chúng sanh chỉ cần nghe đến danh hiệu của Ngài thì mọi bệnh khổ đều tiêu tan. Các y sĩ thường hay nói tới vọng văn vấn thiết trong nghề chuẩn bệnh. Vọng là xem bệnh bằng cách ngắm nhìn, văn là nghe tiếng nói, vấn là hỏi xem bệnh tình có những triệu chứng nào. Đau đầu chăng, đau chân, đau răng, mắt mũi có đau không? Hỏi những thứ đó. Thiết tức là coi mạch. Cách chữa bệnh cũng có mức độ như thần thánh công xào. Thần thì siêu việt, chẳng thể nghĩ bàn, thánh kém hơn một chút, nhưng cũng chẳng thể nghĩ bàn, nhưng cũng chẳng thể nói bàn. Công là nói tới dùng công phu, còn xảo là sự khéo léo. Ngắm nhìn mà biết bệnh, vọng thì quả là thần. Nghe tiếng văn mà biết là thánh. Hỏi bệnh vấn mà biết là công. Bắt mạch thiết mà biết là xảo. Bình thường các y sĩ đều phải áp dụng cả 4 cách nói trên và còn tham bác 8 nguyên tắc chuẩn bệnh, tứ chuẩn bát cương. Đối với Phật Dược Sư, các phương cách vừa kể đều không cần thiết. Một khi quý vị xưng danh hiệu của Ngài, bệnh liền tiêu tan. Do đó điều này phải kể là điểm đặc biệt trong bổn nguyện của Ngài nhằm lợi ích các chúng sanh. Sự thần diệu đó phát sinh từ đệ thất đại nguyện. Lời nguyện lớn thứ 7 của Ngài, lời nguyện như sau. Nguyện đời sau này, khi ta đắc đạo vô thượng Bồ Đề, nếu những hữu tình bị bệnh bức thiết. Ta nguyện đời sau này, khi ta thành Phật, nếu những hữu tình, bao gồm hết thảy các hữu tình, bị bệnh tật bức bách làm cho đau đớn, không ai cứu giúp, không chỗ nương thân, vô cứu vô quy, không ai cứu được, không người giúp đỡ. Vô quy nghĩa là không có nương thân, không thầy, không thuốc, không có y sĩ chữa trị cho, không có thuốc, không người thân thích, không cửa, không nhà, không có thân thích gia quyến, bần cùng khốn khổ, hết sức nghèo hèn, khổ sở. Lúc đó chỉ cần một khi tên ta nghe lọt vào tai, tên của Ngài được lọt vào tai, tức danh hiệu tiêu tai diên thọ Dược Sư Phật, thì mọi bệnh đều hết, mọi tật bệnh đều được giải trừ. Quý vị thấy đó, không phải uống thuốc, không phải trích thuốc, chẳng cần quang tuyến X, chẳng cần phóng xạ hay chạy điện, không dùng đến ngải hay kim để châm cứu. Vậy mà mọi bệnh đều tiêu tan hết, thân tâm yên vui, thân và tâm đều được an lạc. Các y sĩ nghe đến đoạn kinh văn này e rằng không được vui, họ sợ nghề nghiệp của mình bị cướp đoạt. Quý vị đó cứ yên tâm, không sợ mất khách đâu. Gia quyến tiền của thầy đều phong túc, vật dụng của gia đình cùng quyến thuộc đều được phong túc, không bị thiếu thốn, cho đến chứng được vô thượng Bồ Đề. Cuối cùng lại còn chứng quả vô thượng Bồ Đề nữa, tức là thành Phật. Cần nhắc lại là Phật giáo chủ trương rằng hết thảy chúng sanh đều có Phật tánh, tất cả đều có khả năng thành Phật. Phật không hề nói chỉ có ta là Phật, chứ không ai có thể thành Phật. Đạo Phật là bình đẳng, Phật cũng như chúng ta, nhưng hơn ta là có trí huệ. Phật là một bậc đại trí huệ nên không nói những lời hồ đồ. Chúng ta học Phật chính là học để trở thành không điên đảo, không hồ đồ, không làm những điều chỉ có lợi cho mình mà tổn hại đến người khác, không làm bại hoại xã hội, thành tâm giữ đúng quy củ, phép tắc, học để làm người lương thiện, sau này mới đủ trí huệ chứng thành quả Phật. Quý vị không giữ quy củ, tuyệt đối quý vị không thể có trí huệ. Có trí huệ mới biết giữ quy củ, bằng không có trí huệ thì dầu có bảo quý vị giữ quy củ, quý vị sẽ phản đối ngay. Nguyện lớn thứ 8. Nguyện đời sau này khi ta đắc đạo vô thượng Bồ Đề. Nếu có thân gái, thấy trăm khổ não, sinh lòng chán ngán, muốn bỏ thân gái, nghe tên ta rồi, thảy đều chuyển được thân gái thành trai, đủ tướng trượng phu, cho đến chứng được vô thượng Bồ Đề. Đệ bát đại nguyện, nguyện ngã lai thế đắc Bồ Đề thời, nhược hữu nữ nhân, vị nữ bách ác chi sở bức não, cực sinh yếm ly, nguyện giả nữ thân, văn ngã danh dĩ, nhất thiết giai đắc, chuyển nữ thành nam, cụ trượng phu tướng, nãi trí chứng đắc vô thượng bồ đề. Tại sao lại cần chuyển nữ thành nam vậy? Chúng ta đừng hiểu lầm, nói như vậy chẳng phải coi phụ nữ là xấu. Ở xứ này có một số hoạt động trong phong trào giải phóng phụ nữ bài xích Đức Phật A Di Đà, cho rằng ngài theo chủ nghĩa trọng nam, bởi trên thế giới cực lạc của ngài chỉ có nam mà không có nữ. Nói như vậy là không đúng. Đức Phật A Di Đà không chấp tướng về nam hay về nữ, ngài không phân biệt nam nữ, chẳng phải là không biết, chỉ là không có tướng phân biệt mà thôi. Vậy sao không có nữ giới ở thế giới cực lạc mà chỉ toàn là nam giới ở đây? Số là thân thể của phụ nữ đôi khi không được thanh tịnh, và vào những thời điểm đó họ chịu lắm thứ đau đớn, mà đau đớn thì rất là bất tiện. Bởi vậy người ta không muốn mang thân nữ chính vì các sự bất tiện này, cũng gọi là bách ác. Nói là 100 thứ ác, kỳ thực có khi nhiều hơn nữa, nói 100 chỉ để biểu trưng cho số nhiều đó thôi, tức là rất nhiều vấn đề phiền toái. Rất nhiều lúc thân thể không thanh tịnh. Vì những lẽ đó, nhiều lúc người tu hành cảm thấy mang thân nữ rất là phiền phức, muốn mang thân nam giới cho tiện lợi hơn. Nữ giới mỗi lần đến kinh kỳ thường không được thoải mái, có người thì đau trước kỳ kinh, có người đau sau khi có kinh, có khi đau không chịu nổi, hoặc giả gặp trường hợp kinh kỳ rầm rè không dứt, hoặc giả kinh kỳ tắt, tức là đủ thứ bệnh tật. Những hoàn cảnh đó mang lại bao nhiêu sự bất tiện, thành thử người ta muốn làm thân nam là vì lẽ đó. Hơn nữa lại còn phải kể đến các vấn đề dục niệm giữa nam nữ nữa. Thời đại bây giờ xảy ra lắm chuyện kỳ quặc, yêu ma quỷ quái đều xuất hiện, kéo theo nhiều chuyện rắc rối, nhất là cái việc đồng tính luyến ái. Đệ bát đại nguyện, nguyện lớn thứ 8, Đức Phật Dược Sư nguyện rằng: nguyện đời sau này khi ta đắc đạo vô thượng bồ đề, ta nguyện đời sau này khi ta thành Phật, nếu có thân gái, thấy trăm khổ não sinh lòng chán ngán, muốn bỏ thân gái. Nếu những người nữ thấy trăm thứ khổ não bức bách, sinh lòng chán ngán, muốn bỏ thân gái. Nghe tên ta rồi, thảy đều chuyển được thân gái thành trai đủ tướng trượng phu. Khi nghe tên ta rồi, thảy đều chuyển được từ thân gái thành thân trai đủ tướng trượng phu, cho đến chứng được vô thượng bồ đề, cuối cùng chứng được quả Phật. Nguyện lớn thứ 9, nguyện đời sau này khi ta đắc đạo vô thượng bồ đề, khiến những hữu tình thoát lưới loài ma, thoát được hết thảy ngoại đạo ràng buộc. Nếu lạc vào các rừng rậm ác kiến, ta sẽ dẫn dắt lên đường chánh kiến, rồi tu tập dần mọi hạnh Bồ Tát, chóng chứng được đạo vô thượng bồ đề. Đệ cửu đại nguyện, nguyện ngã lai thế đắc bồ đề thời, linh trừ hữu tình, xuất ma quyến võng, giải thoát nhất thiết ngoại đạo triền phược, nhược đọa trùng trùng ác kiến chủ lâm, dài đường dẫn nhiếp trí ư chánh kiến, tiệm linh tu tập trừ Bồ Tát hạnh, tốc chứng vô thượng chánh đẳng bồ đề. Đệ cửu đại nguyện, nguyện lớn thứ 9. Trong nguyện lớn thứ 9, Đức Phật Dược Sư nhằm phá các loại lưới của ma vương và ngoại đạo. Ngài nói: nguyện đời sau này khi ta đắc đạo vô thượng bồ đề, nguyện đời sau này khi ta thành Phật, khiến những hữu tình thoát lưới loài ma, khiến cho các loài hữu tình thoát lưới loài ma. Chúng ta ra đời ở thế giới ngày nay chính là gần với ma vương, mà cách Phật thật là xa vời. Làm ma vương thì chúng ta muốn làm lúc nào cũng được, tuy nhiên muốn thành Phật thì chúng ta phải phá trừ các loại ác kiến, tà tri tà kiến, phải tu tránh tri tránh kiến, chúng ta mới thoát ra khỏi của lưới của loài ma được. Lưới của loài ma rất khó phá, nó vi tế nhưng rất bền chặt, một khi lọt vào rồi sẽ khó thoát ra, rồi từ đó trở thành quyến thuộc của ma vương và Atula. Nếu như chúng ta hay nổi giận để cho ngọn lửa vô minh thiêu đốt, tức là chúng ta đã hãm mình trong lưới ma đó. Như chúng ta đi câu cá chẳng hạn, mỗi lần cá lọt lưới chúng ta reo vui: ô, bắt được con cá lớn, được một bữa ăn rồi. Loài ma cũng vậy, khi ta bị mắc lưới của nó cũng sung sướng và tự bảo rằng lại thêm một người bị mắc lưới để cho ta sử dụng. Muốn thoát khỏi lưới ma ư? Có một cách đơn giản vô cùng, tức là đừng có nổi giận, không nổi nóng, không đốt lên ngọn lửa vô minh. Mà vương khéo dùng tà thuật khống chế đầu óc của ta, khiến ta mất tránh tri tránh kiến. Đó là lý do người ta khó thoát khỏi lưới của loài ma. Nếu may mắn, là Dược Sư Lưu Ly Quang Như Lai có nguyện lớn giúp chúng ta có thể thoát được lưới của ma vương này, thoát được hết thảy ngoại đạo ràng buộc, thoát khỏi sự trói buộc của ngoại đạo. Ngoại đạo là họ hàng của loài thiên ma. Ngoại đạo chuyên nghề khống chế mọi người, làm người ta mất tự do vì những tà thuật của họ. Thậm chí chúng bắt người ta phải dùng những chú nguyện độc ác. những lời thề độc để người ta không bao giờ đi sai đạo của chúng hay phản bội chúng, vì sợ những lời đe dọa, nào thiên lôi đánh, nào hỏa tai, vân vân. Quý vị biết rõ chúng sai trái mà không dám phản kháng. Sự trói buộc chính là ở chỗ đó, nó giống như một sợi dây trói buộc người ta. Quý vị muốn cởi trói mà không cởi được. Nếu lạc vào các rừng rậm ác kiến, tức bao gồm các loại tà tri tà kiến, các loại này quá nhiều, giống như một khu rừng rậm rạp, khống chế quý vị, không để cho quý vị chút nào tự do cả. Phật giáo là không bao giờ khống chế ai. Tôi đã từng nói với một nhóm Phật tử trước mặt cả Hồng Y Po Như Bin rằng, nếu quý vị thấy Phật giáo quá cổ hủ, lòng muốn theo một tôn giáo khác hợp thời hơn, thì nay quý vị đã có cơ hội rồi đó. Quý vị có thể tùy tiện đổi tín ngưỡng của quý vị, bởi Phật giáo không phải là một ngục tù, một cái gì gò bó, quản thúc quý vị. Nói xong tôi quay lại hỏi Hồng Y Như Bin, ông có dám nói như vậy với tín đồ của ông không? Ông lắc đầu nói không dám. Tại sao không dám? Bởi tôn giáo của họ khống chế môn đồ, không cho môn đồ tự do. Ai bỏ đạo sẽ bị coi là kẻ phạm tội tày trời. Cái đó gọi là rừng rậm ác kiến, trong đó không có ánh sáng, vì toàn là tà tri tà kiến, không thể đưa ra để thảo luận một cách công khai. Đối với loại bị tà tri tà kiến như vậy thì lời nguyện của Đức Phật Dược Sư là ta sẽ dẫn dắt, Ngài sẽ dẫn dắt lên đường chánh kiến, dạy cho chánh kiến, rồi tu tập dần mọi hạnh Bồ Tát, dần dà khiến cho tu tập pháp lục độ và thực hành đạo Bồ Tát, chóng chứng được đạo vô thượng Bồ Đề, đặng chứng mau chóng vô thượng chánh đẳng chánh giác, tức là quả Phật. Nguyện lớn thứ 10, nguyện đời sau này khi ta đắc đạo vô thượng Bồ Đề, nếu những hữu tình bị pháp luật trị, trói buộc, đánh đập, giam cầm, lao ngục, hoặc bị tử hình và còn rất nhiều tai nạn khác nữa, nhục nhã bi sầu, thân tâm chịu khổ, nghe danh hiệu ta, vì sức oai thần, công đức của ta đều được giải thoát hết thảy lo khổ. Đệ thập đại nguyện, nguyện ngã lai thế đắc bù đề thời, nhược chư hữu tình, vương pháp sở lục, phược lục tiền thát, hệ bế lao ngục, hoặc đương kình lục, cập dư vô lượng, tai nạn lăng nhục, bi sầu tiền bức, thân tâm thọ khổ, nhược văn ngã danh, dĩ ngã phước đức, vi thần lực cố, giai đắc giải thoát, nhất thiết nhu khổ. Đệ thập đại nguyện, trong nguyện lớn thứ 10, Ngài nói, nguyện đời sau này, khi ta đắc đạo vô thượng Bồ Đề, nếu những hữu tình bị pháp luật trị, đời sau khi ta thành Phật, nếu những hữu tình bị mắc nạn vương pháp, tức là bị pháp luật trừng trị, giả tỷ quý vị chẳng làm nên tội gì, chỉ bị người ta vu cáo, hoặc giả quý vị bị oan uổng, hay vì vô tâm mà phạm pháp chứ chẳng phải cố ý. Đến khi mắc nạn pháp luật, quý vị bị bắt, bị trừng phạt, bị giam vào ngục, như trong kinh nói trói buộc, đánh đập, phược lục tiên thát, phược là trói tay hay trói chân, lục là lấy khẩu cung, ghi vào hồ sơ, trong đó nói rõ tội trạng, tiên là cái roi, tiên thát là đánh đập bằng roi bằng gậy, giam cầm lao ngục, hệ bế lao ngục, hệ là cùm lại tại ba nơi, cổ thì có gông, hai tay và hai chân thì bị cùm, cốt không cho phạm nhân trốn thoát. Phạm nhân bị giam trong lao ngục, trong ngoài không tương thông được với nhau, hoặc bị tử hình, hoặc đương hình lục. Chữ lục ở đây nghĩa là giết, tru lục, tức tội tử hình, hoặc giả bị chặt đầu rồi bêu đầu trước công chúng, có khi bị đánh chết, có khi lên ghế điện, vân vân, và còn rất nhiều tai nạn khác nữa, nhục nhã, cập dư vô lượng tai nạn lăng nhục, cho đến vô vàng các thứ trừng phạt, vô lượng các tai nạn khác do trời giáng thiên tai, do người gia hại. Lăng nhục là bị khinh khi và bị nhục nhã, bi sầu tiên bức, thân tâm thọ khổ, bi ai và sầu khổ, giống như bị người bị nung nấu bức bách, khiến cho thân và tâm đều khổ sở. Nghe danh hiệu ta, nếu nghe tên ta, danh hiệu Dược Sư Lưu Ly Quang Như Lai, vì sức oai thần, công đức của ta, phước đức và sức oai thần của ta đều được giải thoát hết thảy lo khổ, tất cả đều được giải thoát khỏi các cảnh lo âu, sầu khổ, lìa khổ được vui. Nguyện lớn thứ 11, nguyện đời sau này khi ta đắc đạo vô thượng Bồ Đề, nếu những hữu tình bị đói khát khổ vì việc kiếm ăn, tạo mọi nghiệp ác, khi nghe tên ta, chuyên tâm chỉ niệm, trước tiên ta cho ăn uống rất ngon để no thân đã, rồi sau ta mới cho ăn pháp vị để lập thành người rốt ráo yên vui. Đệ thập nhất đại nguyện, nguyện ngã lai thế đắc bồ đề thời, nhược chư hữu tình, cơ khát sở não, vị cầu thực cố, tạo chư ác nghiệp, đắc văn ngã danh, chuyên niệm thọ trì, ngã đương tiền dĩ, thượng diểu ẩm thực, bão túc kỳ thân, hậu dĩ pháp vị, tất cánh an lạc, nhi kiến lập chi. Nguyện lớn thứ 11, nguyện đời sau này khi ta đắc đạo vô thượng Bồ Đề, nếu những hữu tình bị đói khát khổ. Đây là lời nguyện thứ 11, ngài nguyện đời sau này khi thành Phật, nếu những chúng sanh, nói hết thảy mọi chúng sanh, bị khổ vì đói khát, tức là không có cơm ăn, không có nước uống, cũng có thể có cơm mà không ăn được, có nước mà không uống được, vì việc kiếm ăn tạo mọi nghiệp ác, vì cậu miếng ăn, đói khổ quá phát cuồng, chẳng kẻ phương tiện nào hoặc đi cướp hoặc ăn cắp hoặc giết người, miễn sao được no và từ đó mà tạo nên bao nhiêu nghiệp ác. Vậy phải làm sao? Khi nghe tên ta chuyên tâm chỉ niệm, chuyên niệm thọ trì. Nếu như nghe được danh hiệu của ta, chuyên tâm chỉ trí, niệm tụng danh hiệu của ta và thọ trì. Thân thì thọ mà tâm thì trì. Trước tiên ta cho ăn uống rất ngon, lúc đó ta hóa phép tạo ra các món ăn thức uống thật ngon lành, cấp cho ăn uống. Trước tiên ta cho ăn uống rất ngon, khiến cho được no nê, hết đói khổ. Sau ta mới cho ăn pháp vị. Sau đó nói pháp cho nghe, cho được nếm mùi vị thần diệu của Phật Pháp, tất cánh an lạc, nhi kiến lập chi, để cuối cùng đưa cho họ vào chỗ an lạc. Nguyện lớn thứ 12, nguyện đời sau này khi ta đắc đạo vô thượng Bồ Đề, nếu những hữu tình nghèo không áo mặc, ruổi muỗi bước giết, khổ suốt đêm ngày, khi nghe tên ta chuyên tâm chỉ niệm, thì tâm muốn gì liền được đủ thứ, áo mặc thật đẹp, được cả đồ dùng, quý báu trang nghiêm, đeo hoa ướp hương, chống nhạc các loại, tùy tâm thích gì đều được đầy đủ. Đệ thập nhị đại nguyện, nguyện ngã lai thế đắc Bồ Đề thời, nhược chư hữu tình bẩn vô y phục, văn manh hàn nhiệt, trú dạ bức não, đắc văn ngã danh, chuyên niệm thọ trì, như kỳ sở hiếu, tức đắc trùng trùng, thượng diệu y phục, diệt đắc nhất thiết, bảo trang nghiêm cụ, hoa man đổ hương, cổ lạc trúng kỹ, tùy tâm sở ngoạn, gia linh mãn túc. Dược sư Lưu Ly Quang Như Lai chắc chắn đã từng gặp hoàn cảnh bần cùng khốn khổ, do đó ngài phát nguyện giải trừ các cảnh khổ đó cho các chúng sanh. Trong nguyện lớn thứ 12, ngài nói: nguyện đời sau này khi ta đắc đạo vô thượng Bồ Đề, nếu những hữu tình nghèo không áo mặc, ta nguyện đời sau này khi ta thành Phật, nếu những hữu tình kể tất cả các chúng sanh, bất luận ở nước nào, thuộc dân tộc nào, không có quần áo mặc, tức là nghèo khổ lắm, đương nhiên chẳng đủ cơm ăn. Nguyện thứ 11 trên nói về những ai bị đói ăn. Đoạn này nói tới những người nghèo không có áo mặc, nên họ chịu cảnh ruổi muỗi bức giết, khổ suốt đêm ngày, tức bị ruổi muỗi cắn, không có gì che thân khi trời nóng lạnh, khiến cho ngày đêm bị các thứ khổ đó bức giết. Khi nghe tên ta, nếu nghe đến danh hiệu của ta mà chuyên tâm chỉ niệm, chuyên niệm thọ trì, chuyên tâm niệm, chớ không phải nghe đến danh hiệu rồi bỏ qua chẳng hạn, phải chuyên một lòng nghĩ tới chẳng quên, sớm tối đều niệm, lãnh thọ ở tâm, chuyên chỉ ở thân, dụng công như vậy. Thì tâm muốn gì liền được đủ thứ, những điều lâu nay ưa thích, những gì làm cho thỏa lòng, thỏa ý vừa lòng, thì đều có được cả, tỉ như áo mặc thật đẹp, thượng diệu y phục, quần áo thuộc loại thượng hạng, được cả đồ dùng quý báu trang nghiêm, lại còn có hết thảy các thứ trang sức quý giá, làm bằng 7 thứ báu là vàng, bạc, lưu ly, pha lê, xà cừ, ngọc đỏ, mã não, đeo hoa ướp hương, chống nhạc các loại, vòng đeo kết bằng hoa cùng hương quý, các loại âm nhạc, tùy tâm thích gì đều được đầy đủ, tùy tâm ý sở thích, muốn thứ gì đều được như ý. Ông Vạn Thù Thất Lợi, thế là 12 nguyện rất nhiệm màu của Dược sư Lưu Ly Quang Như Lai ứng chánh đẳng giác đã phát ra khi ngài còn đương hành đạo Bồ Tát. Vạn Thù Thất Lợi thị phi bỉ Thế Tôn Dược sư Lưu Ly Quang Như Lai ứng chánh đẳng giác hành Bồ Tát đạo thời, sở phát thập nhị vi diệu thượng nguyện. Mạn Thù Thất Lợi hay Văn Thù Sư Lợi là cách dịch âm ra tiếng Trung Hoa, còn dịch nghĩa thì gọi là Diệu Cát Tường. Đây là vị Bồ Tát có trí huệ và loại bậc nhất, có đạo tràng tại Trung Hoa là Ngũ Đài Sơn. Ở đấy quanh năm có tuyết, lạnh vô cùng. Ngài chọn nơi này làm đạo tràng chắc vì ngài thích khí hậu lạnh, hoặc giả thích những người ở chỗ lạnh lẽo này tu hành. Ngũ Đài Sơn cũng được nhắc tới trong Kinh Hoa Nghiêm. Trong Kinh Dược Sư này, Đức Phật Thích Ca Mâu Ni đã xưng tên ngài Văn Thù Sư Lợi để giảng kinh, chính bởi vì những ai không đủ trí huệ, không thể hiểu được nguyện lực của Dược sư Lưu Ly Quang Như Lai mà phải là những bậc đại trí huệ như Ngài Văn Thù Sư Lợi mới hiểu được. Thế là 12 nguyện rất nhiệm màu, vi diệu thượng nguyện của Dược Sư Lưu Ly Quang Như Lai Ứng Chánh Đẳng Giác, Thế Tôn cũng như Ứng Chánh Đẳng Giác là 2 trong 10 danh hiệu của Phật đã phát ra khi Ngài còn đương hành đạo Bồ Tát. Trong thời gian nhân địa, Đức Phật Dược Sư thực hành đạo Bồ Tát, Ngài đã phát ra những lời nguyện thần diệu thượng đẳng như vậy. Các lời nguyện tuy không nhiều nhưng trọng yếu ở chỗ chúng bao quát hết mọi vấn đề của chúng sanh. Dầu họ khổ, họ vui, chẳng kể đó là kẻ trí hay người ngu, bởi vậy mới nói là thượng nguyện, tức là nguyện thượng đẳng. Lại nữa, ông Vạn Thù Thất Lợi, những nguyện lớn của Thế Tôn Dược Sư Lưu Ly Quang Như Lai, Ngài đã phát ra khi Ngài còn đương hành đạo Bồ Tát, và những công đức trang nghiêm ở bên cõi nước của Ngài, nếu ta nói ra đến hết 1 kiếp hay hơn 1 kiếp cũng không hết được. Phục thứ Mạn Thù Thất Lợi, bỉ Thế Tôn Dược Sư Lưu Ly Quang Như Lai hành Bồ Tát đạo thời, sở phát đại nguyện, cập bỉ Phật độ, công đức trang nghiêm, ngã nhược nhất kiếp dư, thuyết bất năng tận. Lại nữa, ông Mạn Thù Thất Lợi, Đức Phật Thích Ca lại bảo Bồ Tát Văn Thù Sư Lợi, những nguyện lớn của Thế Tôn Dược Sư Lưu Ly Quang Như Lai, Ngài đã phát ra khi Ngài còn đương hành đạo Bồ Tát. Khi Đức Thế Tôn Dược Sư Lưu Ly Quang Như Lai đường trong thời gian thực hành đạo Bồ Tát, sở phát đại nguyện, những lời nguyện lớn Ngài đã phát ra và những công đức trang nghiêm ở bên cõi nước của Ngài, cùng quốc độ của Ngài, tức thế giới Lưu Ly nơi Đông Phương, công đức trang nghiêm, công đức và sự trang nghiêm quốc độ của Ngài, nếu ta nói ra đến hết 1 kiếp hay hơn 1 kiếp cũng không hết được. Nếu ta thuyết trong suốt 1 kiếp hay hơn 1 kiếp cũng không thể nào nói cho hết được. Nhưng nước Phật ấy một màu thanh tịnh, không có nữ nhân, không có ác thú, và những tiếng khổ, mặt đất trì thuần là ngọc lưu ly, đường đi trăng dây, dây làm bằng vàng, thành khuyết lâu đài, hiên song có lưới, làm bằng 7 báu, như ở Tây Phương thế giới cực lạc, công đức trang nghiêm giống in không khác. Nhiên bỉ Phật độ, nhất hướng thanh tịnh, vô hữu nữ nhân, diệp vô ác thú, cập khổ âm thanh, lưu ly vi địa, kim thẳng giới đạo, thành khuyết cung cát, hiên song la võng, giai thất bảo thành, diệp như Tây Phương cực lạc thế giới, công đức trang nghiêm, đẳng vô sai biệt. Nhưng nước Phật ấy một màu thanh tịnh, nhưng tại nước Phật ấy chỉ có một màu thanh tịnh, không có ô nhiễm, trong sáng như lưu ly, không có nữ nhân. Tại đây không có nữ giới, có một số người trong phong trào giải phóng phụ nữ để xướng vấn đề nữ quyền, họ lên tiếng bài xích thế giới cực lạc của Đức Phật A Di Đà. Họ nêu câu hỏi ở đó không có phụ nữ. Vậy phải chăng Đức Phật A Di Đà đã coi khinh phụ nữ? Phải chăng nam nữ không bình đẳng? Phải chăng là có ý trọng nam khinh nữ? Điều này sai hoàn toàn. Số là thế giới tà bà, được gọi là ngũ trược ác thế, một thế giới xấu có 5 thứ trược, 5 thứ không trong sạch. Đó là kiếp trược, ý nói khoảng thời gian chúng ta trú tại cõi ta bà là một thời kỳ không trong sạch. Kiến trược, bởi những gì chúng ta thấy đều không trong sạch. Phiền não trược, vì chúng ta ai cũng có nhiều phiền não. Chúng sanh trược, vì lẽ do tình dục giữa nam và nữ mà có chúng sanh ở đây. Chẳng phải riêng nhân loại mới có như vậy, nói chung tất cả các loài có khí có huyết cũng đều do sắc dục mà sanh ra, kể cả các chúng sanh vi tế như vi khuẩn. Phàm có dục tức là không thánh tịnh, do đó mới gọi là chúng sanh trược. Mạng trược, bởi sinh mạng của chúng ta cũng như của các chúng sanh đều từ môi trường không trong sạch mà sanh ra. Tầng trời chẳng hạn là nơi không có bụi dơ, ở cõi cực lạc Tây Phương thì đất là vàng, ở cõi lưu ly phương Đông thì đất là lưu ly, không nơi nào có bụi bặm dơ bẩn, chỉ có cõi ta bà của chúng ta là lắm thứ phiền hà. Những gì mắt chúng ta thấy, tai nghe mũi người, lưỡi nếm, thân đụng chạm, tâm tưởng, chẳng có gì là trong sạch, bởi vậy mới gọi ta bà là ngũ trược ác thế. Chúng sanh tại cõi cực lạc thì không có dục, họ được hóa sanh ở đây do nguyện lực của Đức Phật A Di Đà. Cõi lưu ly là do nguyện lực của Đức Phật Dược Sư hóa thành, bởi không có dục tất cả đều hóa sanh, nên ở đây không có nữ giới. Điều này không có nghĩa là nam nữ không được đối xử bình đẳng hay trọng nam khinh nữ. Chúng ta sinh làm thân nữ đều nên hiểu rằng thế giới ta bà là nơi mà khổ đau nung nấu, là thế giới của vạn ác sung mãn, chẳng có gì hay ho để chúng ta thương tiếc, không có gì đáng giá để mọi người lưu luyến, hoàn toàn là một nơi không trong sạch. Vì ý nghĩa đó nên các cõi cực lạc và lưu ly đều không có nữ giới, không có ác thú. Ác thú là nẻo đường ác, tại cõi lưu ly không có ba đường ác, không có địa ngục, ngạ quỷ, súc sanh và những tiếng khổ, những tiếng kêu đau khổ cũng không có. Những loại âm thanh bi ai làm cho người nghe phải mủi lòng khóc lóc chẳng hạn, tất cả đều không có. Mặt đất chỉ thuần là ngọc lưu ly, mặt đất làm bằng lưu ly. Bởi vậy mới nói đây là thế giới lưu ly tại phương Đông. Đường đi trăng dây, dây làm bằng vàng, dây vàng làm thành lan can để phân ranh giới các đường đi. Thành huyết cung các, thành là thành trì, huyết là cửa huyết xây trên mặt thành, các cung điện và lầu các. Hiên song có lưới, hiên là chỉ từng gian phòng một, song là cửa sổ sáng sủa không chút bợn dơ. Các lớp là võng, tức là lưới, như gồm 7 hàng cây, 7 lớp dưới, làm bằng 7 báu. Tất cả những thứ kể trên đều làm bằng 7 thứ báu: vàng bạc lưu ly, pha lê, xà cử, xích châu, mã não. Như ở Tây Phương thế giới cực lạc, công đức trang nghiêm giống in không khác. Công đức và trang nghiêm hoàn toàn giống như cõi cực lạc ở phương Tây, không có gì sai khác. Câu nói Đông A Xúc Tây Di Đà chính là chỉ Đức Phật A Xúc, còn gọi là Đức Phật Dược Sư ở phương Đông và Đức Phật A Di Đà ở phương Tây. Phật A Xúc trông coi Kim Cang Bộ, như đã tưởng nói đến trong chú Lăng Nghiêm, còn Phật A Di Đà thì thuộc Liên Hoa Bộ. Đức Phật A Di Đà là giáo chủ cõi cực lạc phương Tây và Phật Dược Sư Lưu Ly Quang là giáo chủ cõi lưu ly phương Đông. Bởi vậy tại Vạn Phật Thánh Thành, cứ mỗi buổi sáng chúng ta niệm danh hiệu Đức Lưu Ly Quang Như Lai, đó là để hồi hướng công đức cho các vị hộ pháp tại đây được giải trừ tai nạn và được thọ mạng lâu dài. Buổi trưa chúng ta niệm Đức Phật Thích Ca, bởi Ngài đã truyền lại Phật Pháp cho chúng ta nên chúng ta phải niệm Ngài để báo ơn Phật. Buổi tối chúng ta niệm Đức Phật A Di Đà, vị giáo chủ cõi cực lạc phương Tây, nhằm mục đích tối hậu là được vãng sanh về thế giới cực lạc. Ở nơi này không có ba đường ác, không có các thứ khổ, chỉ có các thứ vui. Nơi đó không yêu, không sầu, không phiền não. Còn như cảnh ta bà thì không ngày nào là không có rắc rối. Biết bao nhiêu phiền não xâm chiếm khiến cho tâm của quý vị phát sinh bao nỗi bất bình. Thế giới cực lạc và thế giới lưu ly đều không có những vấn đề như vậy. Tại Vạn Phật Thánh Thành, tôi áp dụng nghi thức niệm các danh hiệu khác nhau vào 3 buổi như vậy là có lý do. Đây là một đạo tràng mới lập nên không giống như các đạo tràng cũ tại Trung Hoa đại lục hay tại Hương Cảng, Đài Loan, Tân Gia Ba, Việt Nam, vân vân. Những nơi này đều theo nền lối xưa của Phật giáo Trung Hoa, sớm trưa tối cả 3 thời đều niệm Phật A Di Đà. Do đó từ các nơi ấy có một số các vị xuất gia đi ra nước ngoài đến thăm Vạn Phật Thánh Thành, cho rằng chúng ta là sai, không đúng nghi thức. Không phải Vạn Phật Thánh Thành tự cho mình là đúng, có điều buổi sáng sớm chúng ta nên theo lợi nguyện tiêu tai diên thọ của Dược Sư Lưu Ly Quang Như Lai, đặng chúng ta được bồi bổ thêm sinh khí, chẳng phải loại sinh khí của những người nổi nóng, mà loại vượng khí của buổi ban mai, giúp cho cây cỏ tươi tốt, cho dòng suối tuôn trào. Buổi sớm thức dậy, ai nấy đều cảm thấy nguồn sinh lực dồi dào, mọi thứ đều cát tường như ý. Tới trưa chúng ta phải tỏ lòng thành kính tri ân Đức Phật Thích Ca, vì Ngài đã để lại cho thế gian Phật Pháp và kinh điển, đó là lúc niệm Thích Ca Mâu Ni Phật. Buổi tối chúng ta quy hướng về thế giới cực lạc, nơi vãng sanh lìa cõi ta bà. Do đó chúng ta niệm Đức Phật A Di Đà. Đó là các quá trình áp dụng tại Vạn Phật Thánh Thành, không hoàn toàn giống như tại các đạo tràng khác. Lâu nay mọi người cứ tưởng rằng quá trình các nơi khác cũng vậy, cũng giống như cách thức áp dụng tại đây. Kỳ thực Vạn Phật Thánh Thành tổ chức khác hẳn, có những lề lối mà người ta không thấy tại các chùa Trung Hoa. Tỉ như tại Vạn Phật Thánh Thành, tại Kim Sơn Tự, Kim Luân Tự, cứ mỗi lần giảng pháp thì trước đó phải có nghi thức thỉnh pháp. Tại các đạo tràng khác quý vị không thấy có nghi thức này. Quý vị chưa được nhiều lần chứng kiến các nghi thức trong Phật giáo nên không biết thế nào là đúng, thế nào là sai, nên hôm nay nhân tiện tôi kể rõ cho quý vị nghe. Trong quý vị đây có ai có ý kiến gì về đoạn kinh tôi vừa giảng không? Hoặc thấy có chỗ nào tôi giảng chưa được thỏa ý? Nếu có kiến giải gì khác cứ nói cho tôi hay. Bởi chúng ta học Phật Pháp thì phải làm sao để trong lòng có sự tin phục, không có điểm nào hồ nghi nữa mới được. Nếu quý vị không đồng ý với ý nghĩa của đoạn nào trong kinh thì cứ việc giải bày. Thực sự không có vọng tưởng, tức là vãng sanh nơi thế giới cực lạc. Thực sự không có dục niệm, chính là giáo hóa các chúng sanh. Ai bảo quý vị có vọng tưởng, ai bảo quý vị có dục niệm? Nếu không có ai cả thì những thứ đó là hư vọng, là giả. Nếu quả có người bảo thì đó là ai? Chính quý vị hay là người khác? Nếu chính quý vị bảo quý vị thì sao ngay lúc vọng tưởng đến quý vị chẳng biết gì hết? Thế là thế nào? Quý vị không có vọng tưởng ư? Quý vị đừng ở tịnh độ đó. Nào thoải mái biết bao nhiêu, thống khoái biết bao nhiêu. Chỉ là thâu dọn hết các vọng tưởng là có ngay cảnh cực lạc. Quý vị không có vọng tưởng, tức quý vị chẳng bị phiền não. Không có phiền não, tức có ngày khoái lạc, tức ở cảnh cực lạc còn phải chạy đi đâu nữa. Pháp môn tịnh độ nói rất rõ, chẳng qua chúng ta không chú ý đó thôi. Pháp môn tịnh độ nói rằng sanh thì nhất định là sanh, vãng thì thực không có vãng, sanh tắc nhất định sanh, khứ tắc thật bất khứ. Sanh tức là nói sanh nơi tịnh độ mà sanh tịnh độ, tức làm hiển lộ tự tánh sáng rỡ của mình. Như câu nói duy tâm tịnh độ, tự tánh di đà. Vậy thì chẳng cần kiếm ở đâu bên ngoài, còn như chạy ra ngoài tìm kiếm thì đó là lối suy tưởng của phần đông chúng ta. Nếu quý vị thực tình muốn tu, muốn hiểu Phật Pháp, quý vị phải hiểu rõ một điều là cõi cực lạc hay cõi ta bà chẳng lìa khỏi cái niệm tức thời này. Ngay đó là cực lạc, ngay đó là ta bà. Tâm quý vị để ô nhiễm, quý vị có ta bà. Tâm quý vị thanh tịnh, quý vị có cực lạc. Bởi vậy bất tất phải có đầu lại đội thêm đầu, chớ có chấp rằng quý vị nhất định phải giáo hóa chúng sanh, chớ chấp rằng quý vị nhất định phải vãng sanh cực lạc. Chúng ta niệm Phật thì cứ việc niệm, đừng hỏi có sanh hay không sanh. Chỉ cần chúng ta thành tâm tu hành là đủ. Như quý vị không bị phiền não, tức đó là cực lạc, nó hiện hành ngay trước quý vị. Quý vị có phiền não, tức quý vị ở cõi ta bà, cái thế giới của khổ đau nói không hết được. Trong nước có hai vị Đại Bồ Tát, một vị gọi là Nhật Quang Biến Chiếu, một vị gọi là Nguyệt Quang Biến Chiếu. Đứng đầu tất cả vô số vô lượng các vị Bồ Tát, hai ngài lần lượt sẽ lên ngôi Phật, đều giữ vững được kho báu chánh pháp của Đức Thế Tôn Dược Sư Lưu Ly Quang Như Lai. Này ông Vạn Thù Thất Lợi, bởi thế cho nên những thiện nam tử và thiện nữ nhân có tín tâm rồi thời nên phát nguyện sanh sang thế giới của Đức Phật kia. Ư kỳ quốc trung hữu nhị Bồ Tát Ma Ha Tát, nhất danh Nhật Quang Biến Chiếu, nhị danh Nguyệt Quang Biến Chiếu, thị bỉ vô lượng vô số Bồ Tát chúng chi thượng thủ, thứ bổ Phật xứ tất năng chỉ bỉ Thế Tôn Dược Sư Lưu Ly Quang Như Lai, chánh pháp bảo tạ thị cố Mạn Thủ Thất Lợi, chư hữu tín tâm thiện nam tử thiện nữ nhân đẳng, ưng đường nguyện sinh bỉ Phật thế giới. Trong nước ấy, Đức Phật Thích Ca không khởi tâm phân biệt Đức Dược Sư hay Đức A Di Đà, cũng như cõi lưu ly hay cõi cực lạc. Nhưng ở đây ngài nói về quốc độ của thế giới lưu ly. Ở đây có hai vị Đại Bồ Tát, đều là những thượng thủ Đại Bồ Tát. Một vị gọi là Nhật Quang Biến Chiếu, một vị gọi là Nguyệt Quang Biến Chiếu. Một vị là Nhật Quang Biến Chiếu, một vị là Nguyệt Quang Biến Chiếu, đứng đầu tất cả vô số vô lượng các vị Bồ Tát. Trong số vô lượng vô số Bồ Tát ở đây, hai vị này là những thượng thủ. Thượng thủ nghĩa là lãnh tụ, làm công việc trợ giúp Đức Phật Dược Sư để giáo hóa chúng sanh. Hai ngài lần lượt sẽ lên ngôi Phật, thứ bổ Phật xứ. Hai ngài nói trên sẽ lần lượt lên ngôi Phật. Khi Dược Sư Lưu Ly Quang Như Lai thoái vị thì Bồ Tát Nhật Quang Biến Chiếu sẽ lên thay thế. Cho đến khi ngài Nhật Quang thoái vị thì Bồ Tát Nguyệt Quang sẽ lên thay. Đều giữ vững được kho báu chánh pháp của Đức Thế Tôn Dược Sư Lưu Ly Quang Như Lai. Sau khi hai Bồ Tát nói trên lên ngôi Phật, các ngài sẽ y chiếu theo những lời nguyện của Dược Sư Lưu Ly Quang Như Lai, sẽ tự trang nghiêm bằng công đức và trang nghiêm của Phật Dược Sư. Các ngài cũng sẽ y đúng phương pháp giáo hóa của vị tiền nhiệm mà giáo hóa chúng sanh. Các ngài thọ trì và đọc tụng nguyện lực và cách thức tu hành để giữ gìn kho báu chánh pháp của Đức Dược Sư Lưu Ly Quang Như Lai. Bởi thế cho nên những thiện nam tử và thiện nữ nhân có tín tâm rồi ông Mạn Thủ Thất Lợi ơi. Bởi vậy cho nên các thiện nam tử, thiện nữ nhân, những ai có lòng tin, thời nên phát nguyện sanh sang thế giới của Đức Phật kia. Tất cả đều nên phát nguyện sanh nơi thế giới lưu ly, gặp Đức Dược Sư Lưu Ly Quang Như Lai, tương lai sẽ chóng thành Phật. Bấy giờ Thế Tôn lại bảo đồng tử Mạn Thủ Thất Lợi: Này ông Mạn Thủ Thất Lợi, có những chúng sanh chẳng biết thiện ác, vì ôm cái lòng tham lam keo bẩn, chẳng biết bố thí, và những quả báo về hạnh bố thí, ngu si không trí, thiếu mất tín căn, chứ nhiều của báu chăm giữ lấy mãi. Thế người đến xin, tâm họ chẳng mừng. Nếu bất đắc dĩ mà phải bố thí thì họ coi như cắt miếng thịt họ, rất là đau tiếc. Lại có lắm kẻ tham lam keo xiển, thích giữ tiền của, đến ngay thân họ chẳng muốn tiêu dùng, huống lại dám cho cha mẹ vợ con. Tôi đòi sai khiến và kẻ đến xin, Những hữu tình ấy đến lúc mệnh chung danh làm ngạ quỷ hoặc làm bàng sanh, nhưng vì thuở xưa đã từng tạm nghe danh hiệu của Đức Thế Tôn Dược Sư Lưu Ly Quang Như Lai, nên nay đường ở trong vòng ác thú, được tạm nhớ đến danh hiệu của Ngài. Ngay khi nghĩ tới, liền được ra khỏi, trở về làm người, nhớ được túc mạng, sợ khổ ác thú, chẳng ham dục lạc, ưa làm bố thí, khen người bố thí. Mình có những gì đều không ham tiếc, dần dà đem cả đầu mắt chân tay, máu thịt của mình cho kẻ cầu xin, vốn là tài vật. Nhĩ thời Thế Tôn phục cáo Mạn Thù Thất Lợi đồng tử ngôn: Mạn Thù Thất Lợi, hữu trừ chúng sanh bất thức thiện ác, duy hoài tham lận, bất trì bố thí, cập thi quả báo, ngu si vô trí, khuyết ư tín căn, đa tụ tài bảo, cần gia thủ hộ, kiến khất giả lai, kỳ tâm bất hỷ, thiết bất hoạch dĩ, nhi hành thí thời, như các thân nhục, thâm sinh thống tích, phục hữu vô lượng, san tham hữu tình, tích tập tư tài, ư kỳ tự thân, thượng bất thọ dụng, hạ huống năng giữ, phụ mẫu thê tử, nô tỳ tác xử, cập lai khất giả. Vì chư hữu tình tổng thử mệnh chung sanh ngạ quỷ giới hoặc bàng sinh thú, do tích nhân gian tằng đắc tạm văn Dược Sư Lưu Ly Quang Như Lai danh cố, kìm tại ác thú, tạm đắc ức niệm bỉ Như Lai danh, tức ư niệm thời tòng bỉ xứ một, hoàn sinh nhân chung, đắc túc mệnh niệm, úy ác thú hồ, bất nhạo dục lạc, hiếu hành huệ thí, tán thán thí giả, nhất thiết sở hữu, tất vô tham tích, tiệm thứ thượng năng, dĩ đầu mục, thủ túc huyết nhục, thân phận, thí lai cầu giả, huống dư tài vật. Bấy giờ Thế Tôn lại bảo đồng tử Mạn Thù Thất Lợi. Lúc bấy giờ Đức Thích Ca lại bảo Bồ Tát Văn Thù Sư Lợi: Này ông Mạn Thù Thất Lợi, có những chúng sanh chẳng biết thiện ác, có những chúng sanh không hiểu thế nào là thiện hay ác, vì ôm cái lòng tham lam keo bẩn, chẳng biết bố thí, chỉ biết một thứ là lòng tham lam và keo bẩn, không biết bố thí, không biết giúp đỡ người. Bố thí nghĩa là mình lấy đồ của mình để cho người trong lúc người ta không có. Có ba loại bố thí là tài thí, pháp thí và vô ý thí. Tài thí là bố thí bằng của cải hay bằng hiện vật. Pháp thí là đem những điều mình hiểu biết rõ ràng về Phật Pháp để nói cho mọi người nghe, tùy cơ duyên thích hợp mà mang Pháp đến cho người. Giống như y sĩ tùy các bệnh tình của con bệnh mà cho thuốc. Còn như thấy cả khốn khổ gian nan trong cơn nguy cấp, đừng lúc lo sợ hãi hùng mà ta có thể mang đến cho họ sự an ủi trong lòng, khiến họ hết sợ hãi, thì đây gọi là vô ý thí. Quý vị không có của để thực hành tài thí thì quý vị bố thí pháp. Nếu quý vị không có pháp thì quý vị có thể thực hành lối vô ý thí. Và những quả báo về hạnh bố thí, quý vị còn có thể bố thí quả báo, nghĩa là giảng về hậu quả của những hành động bố thí. Đại khái như trong Kinh Địa Tạng phẩm thứ 10 có giảng về ý nghĩa của câu xả nhất đắc vạn báo, bỏ ra một mà sau lấy về cả muôn. Ngu si không trí, thiếu mất tín căn, ngu xuẩn không có trí tuệ, thiếu lòng tin. Người không hiểu lẽ nhân quả là người ngu si, không có trí tuệ. Có trường hợp gặp được Phật Pháp mà tỏ ý hồ nghi không tin, là vì duyên cớ gì? Vì tín căn không đủ và không có mắt chọn Pháp, chạch Pháp nhãn. Quý vị nói phải thì họ cho là trái, ngược lại nói trái thì cho là phải. Họ không đủ trí tuệ để phán đoán cái gì là đạo và cái gì không phải đạo. Chứa nhiều của báu, tích tụ cho nhiều tiền của, muốn làm nô lệ cho tiền tài, chăm giữ lấy mãi, cần gia thủ hộ, chăm chăm giữ của, từ sớm đến tối không lúc nào quên. Rồi đêm nằm cho đến sáng không ngủ được, chỉ vì tưởng nhớ đến tiền của, tìm mọi phương pháp để giữ của mà ăn không ngon, ngủ không yên, khốn khổ biết chừng nào. Thấy người đến xin, tâm họ chẳng mừng. Thấy người đến xin ăn, hoặc thấy kẻ hành khất đến nhà thì cảm thấy trong lòng không vui, bảo rằng: Sao các người lại đến đây, thật đáng ghét. Nếu bất đắc dĩ mà phải bố thí, giả thử bất đắc dĩ mà phải bố thí, chẳng hạn khi lâm vào hoàn cảnh không thể từ chối, hoặc từ chối thì sẽ gặp rắc rối, nghĩa là bị dồn vào chỗ phải bố thí, thì lúc đó sẽ cảm thấy như cắt miếng thịt họ rất là đau tiếc, giống như người bị cắt vào da thịt, rất đau đớn và tiếc lắm. Lại có lắm kẻ tham lam keo sẻn, cũng có vô số những kẻ tham lam keo kiệt, thích giữ tiền của, tích tụ của cải tiền tài, để ngay thân họ chẳng muốn tiêu dùng, tiêu xài cho chính mình, mà cũng chưa chịu thọ dụng, huống lại dám cho cha mẹ vợ con tôi đòi sai khiến và kẻ đến xin. huống lại tiêu xài cho cha mẹ, con cái, nô tỳ và những kẻ hành khất đến xin. Những hữu tình ấy, tức là số người tham lam keo kiệt vừa kể, đến lúc bệnh chung sanh làm ngạ quỷ, một khi chết đi sẽ thành quỷ đói. Bởi tính keo kiệt, bo bo giữ của, không dám buông bỏ, nên họ sẽ sanh làm thứ quỷ nghèo, quỷ đói, quỷ giữ của, hoặc làm bàng sanh, tức làm kiếp súc sanh. Đó là điều không thể tránh khỏi. Nhưng vì thuở xưa đã từng tạm nghe danh hiệu của Đức Thế Tôn Dược Sư Lưu Ly Quang Như Lai, nhân vì số chúng sanh đó trong kiếp trước làm người đã tình cờ được nghe người ta niệm danh hiệu Đức Dược Sư Lưu Ly Quang Như Lai, nên nay đường ở trong vòng ác thú được tạm nhớ đến danh hiệu của Ngài. Nay đường ở trong ba đường ác chợt nhớ lại danh hiệu của Đức Dược Sư, ngay khi nghĩ tới liền được ra khỏi trở về làm người. Ngay khi nhớ tới bèn thoát ra khỏi kiếp ngạ quỷ hay kiếp bảng sanh để trở lại thế gian làm người. Nhớ được túc mạng, nhớ lại các sự tình trong kiếp trước gọi là túc mạng thông. Sợ khổ ác thú, chẳng ham dục lạc, ưa làm bố thí, khen người bố thí, rất sợ các quả khổ trong vòng ác đạo. Không ham các dục lạc mà ham thực hành bố thí, lại còn hay khen ngợi những ai hay bố thí. Mình có những gì đều không ham tiếc, phạm tất cả những thứ của mình đều không ham tiếc. Dần già đem cả đầu mắt chân tay, máu thịt của mình cho kẻ cầu xin, huống là tài vật. Dần già còn có thể cho cả đầu mắt tay chân máu thịt nếu có người cầu xin, huống chi là xả bỏ các thứ tiền tài và vật dụng. Bố thí là một pháp môn tu phước. Chúng ta thường xem trên thế gian có kẻ nghèo người giàu, tại sao vậy? Kiếp trước keo kiệt, kiếp này nghèo, kiếp trước bố thí, kiếp này giàu. Có câu nói yếu xả tài năng đắc, bất xả tựu bất đắc, nghĩa là phải bỏ tiền tài ra thì có được tiền tài, chẳng chịu bỏ tất chẳng được tiền tài. Đó là lẽ nhân quả, chúng ta đừng có lầm nhân quả. Nếu lầm thì sai một ly sẽ sai đi ngàn dặm. Nhất là chúng ta khi đã đến chùa lại Phật, ta phải nghĩ tới lợi ích cho người và phải thực hành bố thí, chứ có nghĩ rằng tới chùa là để kiếm chút lợi cho mình, hoặc lo ngại mình sẽ bị thiệt. Thậm chí có người còn lén lấy của chùa các thứ ăn, các đồ dùng, ăn cắp thứ này, thứ kia. Đó chính là gieo cái nhân để rồi bị đọa vào các đường ác. Mỗi người trong chúng ta khi về nhà mình nên bảo cho các bạn bè thân thích biết rằng khi đến bất cứ chùa miếu nào cũng đừng mang ý nghĩ kiếm lợi lộc, đừng nên ăn cắp một thứ gì của chùa, kẻo mang nghiệp tội vì các hành vi của mình. Nếu quý vị không nói rồi họ mang tội thì quý vị cũng chịu tội một phần, dạy cho họ đạo lý nhân quả tuần hoàn chứ có lầm nhân quả. Quý vị thấy kinh của Phật chỉ dạy bố thí chứ không nói người khác bố thí cho mình. Phật giáo là đem lợi ích cho người, nếu không như vậy thì sẽ biến thành đức trung tri tặc. Giặc trong số người đức hạnh là kẻ phá hoại Phật giáo. Tỉ như chúng ta đi lôi kéo mọi người hộ pháp, tưởng làm chuyện Phật sự, kỳ thực chỉ là tạo thêm tội nghiệp. Quý vị phải nhớ kỹ, hãy mau mau tỉnh ngộ, mau mau hồi quang phản chiếu, phải mau mau tỉnh thức, có lỗi lầm thì cải sửa ngay. Nếu không có thì hãy cố lên để thành một Phật tử tốt, chớ giả dạng Phật tử để lộn xòng, lợi dụng nước đục thả câu, toan kiếm chút lợi lộc, chớ lấy Phật giáo để khai thác làm ăn, đó là cái nhân dẫn tới địa ngục. Hồi trước có người đến chùa Kim Luân chỉ cốt để bán đồ trang sức mà không biết rằng vậy là tự chuốc lấy quả báo ghê gớm. Bởi vậy quý vị dám cẩn thận, rồi có bị đọa tôi cũng không có cách gì cứu vớt được. Còn nữa, này ông Vạn Thù Sư Lợi, nếu những hữu tình tuy theo Như Lai thọ học Phật pháp mà phá giới luật, lại có kẻ tuy chẳng phá giới luật nhưng phá quy tắc, kẻ giữ được cả giới luật quy tắc nhưng hủy chánh kiến, lại có kẻ tuy không hủy chánh kiến nhưng không cầu học hỏi nên không hiểu rõ những điều Phật giảng thông nghĩa khế kinh, có kẻ học nhiều lại tăng thượng mạng, vì tăng thượng mạng che lấp tâm rồi cho mình là phải, người khác là sai, hủy báng chánh pháp, làm bạn với ma. Người ngu như vậy tự mình đi vào con đường tà kiến, lại còn làm cho vô lượng triệu lần hữu tình bị đọa xuống hầm nguy hiểm. Những hữu tình này trôi quanh mãi mãi trong vòng địa ngục, bàng sanh quỷ thú. Nếu mà được nghe danh hiệu Dược Sư Lưu Ly Quang Như Lai, liền bỏ ác hạnh, tu các thiện pháp, chẳng đọa ác thú. Dẫu có kẻ nào chẳng thể bỏ được hết mọi ác hạnh mà tu thiện pháp, phải đọa ác thú, vì nhờ sức thần bổn nguyện của Phật khiến họ hiện tiền đã được tạm nghe danh hiệu của Phật, họ sẽ thoát thân nơi ác thú kia, lại được làm người, chánh kiến tinh tấn, khéo điều hòa được tâm ý an vui, liền bỏ được nhà, đến trốn không nhà và thọ trì học trong Pháp Như Lai, không hề hủy phạm chánh kiến đa văn, hiểu nghĩa thâm sâu để tăng thượng mạng, chẳng báng chánh Pháp, chẳng bạn với ma, dần dần tu hành, các hạnh Bồ Tát chóng thành viên mãn. Phục thứ Vạn Thù Thất Lợi, nhược trước hữu tình, tùy ư Như Lai thọ chư học xứ, nhi phá thi la, hữu tùy bất phá thi la, nhi phá quỹ tắc, hữu ư thi la, quỹ tắc, tùy đắc bất hoại, nhiên hủy chánh kiến, hữu tùy bất hủy chánh kiến, nhi khí đa văn, ư Phật sở thuyết, khế kinh thâm nghĩ, bất năng giải liễu, hữu tùy đa văn, nhi tăng thượng mạng, do tăng thượng mạng, phú tế tầm cố, tự thị phi tha, hiểm báng chánh Pháp, vì mà bạn đẳng, như thị ngu nhân, tự hành tà kiến, phục linh vô lượng, câu tri hữu tình, đọa đại hiểm khanh, tưởng chữ hữu tình, ưng ư địa ngục, báng sanh quỷ thú, lưu chuyển vô cùng, nhược đắc văn thường, Dược Sư Lưu Ly Quang Như Lai danh hiệu, tiện xả ác hạnh, tu trừ thiện pháp, bật đọa ác thú, thiết hữu bất năng, xả chư ác hạnh, tu hành thiện pháp, đọa ác thú già, dĩ bỉ Như Lai bổn nguyện uy lực, linh kỳ hiện tiền, tạm văn danh hiệu, tổng bỉ mệnh trung, hoàn danh nhân thú, đắc chánh kiến tinh tấn, thiện điều ý lạc, tiện năng xả ra, thú ư phi ra, Như Lai pháp trung, thọ chỉ học xứ, vô hữu hủy phạm, chánh kiến đa văn, giải thậm thâm nghĩa, đi tăng thượng mạng, bất báng chánh pháp, bất vi ma bạn, tiệm thứ tu hành, chư Bồ Tát hạnh, tốc đắc viên mãn. Còn nữa, này ông Vạn Thù Sư Lợi, Đức Phật Thích Ca e ngại rằng các chúng sanh không chú ý đến các nguyện lực và oai thần của Dược Sư Lưu Ly Quang Như Lai, mà chỉ nghe như gió thoảng bên tai. Do đó với đại bi tâm, Ngài liền giảng thật tường tế để chúng ta các chúng sanh vào thể mạt Pháp được lợi ích. Ngài nói, nếu những chúng hữu tình tùy theo Như Lai thọ học Phật Pháp, nếu những chúng sanh tùy học tập Phật Pháp, nghiên cứu kinh điển mà phá giới luật, nhi phá thì là, nhưng phá giới luật, thì là, xì là tiếng Phạn, nghĩa là giới luật. Công dụng của giới luật là ngăn điều ác, người điều quấy. Và những người nói trên hành động chẳng kể đến nguyên tắc này, nên họ là những người phá giới. Lại có kẻ tuy chẳng phá giới luật, nhưng phá quy tắc, hữu tùy bất phá thi la, nhi phá quy tắc. Có một số tuy không phá giới lại phá quy tắc. Quy tắc là những luật lệ phải tuân theo để sống chung với nhau trong một cộng đồng, coi như một thứ quy tắc. Kẻ giữ được cả giới luật quy tắc nhưng hủy chánh kiến. Có một số giữ giới không phạm quy tắc lại hủy chánh kiến, tức là không có chánh tri chánh kiến, hành động kỳ quái, đẩy những tà trì tà kiến. Lại có kẻ tuy không hủy chánh kiến, nhưng có một số tuy không hủy chánh kiến nhưng không cầu học hỏi, nhưng lại lười biếng không chịu khó chuyên cần học tập để thời gian trôi qua uổng phí, bỏ phí cơ hội được học hỏi trí huệ bát nhã trong kinh điển. Do đó nên không hiểu rõ những điều Phật giảng thâm nghĩa khế kinh. Đối với ý nghĩa thâm sâu mà Phật giảng trong khế kinh, họ không hiểu rõ. Kinh điển của Phật là những khế kinh, vì khế là khế hợp, trên thì hợp với lý của chư Phật, dưới thì hợp với căn cơ của chúng sanh. Có kẻ học nhiều lại tăng thượng mạng, có số người tuy đa văn lại tăng thượng mạng. Họ không phá giới, không phạm quy tắc, không phá chánh kiến, cũng không bỏ đa văn. Họ chịu khó học hỏi, rộng xem kinh điển, biết nhiều Phật Pháp, nhưng trong lòng tự cho mình là giỏi, người khác không ai bằng mình, đưa cao sự ngạo mạn lên, đó gọi là cống cao ngã mạn. Vì tăng thượng mạn che lấp tâm rồi, do tư tưởng tăng thượng mạn mà trí huệ bị che lấp, cho mình là phải, người khác là sai. Tự thị phi tha, tự cho mình là phải, còn người khác là sai. Hiểm báng chánh pháp, hủy báng chánh pháp. Đối với ai để xướng chánh pháp, những người vừa nói trên liền lên tiếng chê bai, rồi chỉ trích các lề lối thực tập. Tỉ như mỗi ngày ăn một bữa, đêm không nằm ngủ, không giữ tiền bạc, lại cho rằng thể mặt pháp không ai tu được. Không hiểu họ học Phật Pháp gì mà lạ vậy. Làm bạn với ma, họ trở thành bạn của loài ma, họ hàng của ma vương, cùng một đảng với ma. Người ngu như vậy, những người như vậy tự mình đi vào con đường tà kiến, tự mình mang tà trì tà kiến, hành động không chánh đáng, lại còn làm cho vô lượng triệu lần hữu tình, lại còn khiến cho vô lượng câu chi chúng sanh, nghĩa là vô lượng số, bị đọa xuống hầm nguy hiểm, rơi vào những cái hầm rất khó thoát ra, rất mực nguy hiểm. Những hữu tình này trôi quanh mãi mãi trong vòng địa ngục, bảng sanh quỷ thú, Những hữu tình ấy phải trôi nổi mãi trong các vòng ác thú như địa ngục, súc sanh, ngạ quỷ, tức là những loài đã từng phạm những tội thuộc về thập ác ngũ nghịch, phải bị đọa đày trong cảnh địa ngục vô gián. Nếu mà được nghe danh hiệu Dược Sư Lưu Ly Quang Như Lai, nếu được nghe danh hiệu của Ngài Dược Sư Lưu Ly Quang Như Lai, liền bỏ ác hạnh, tu các thiện pháp, chẳng đọa ác thú, liền bỏ hết các hạnh xấu, sửa đổi lại thành lại các hành vi, rồi tu các điều lành nên không bị sanh trở lại trong các vòng ác đạo, như tại địa ngục làm quỷ đói, làm thân súc sanh hay Atula. Dẫu có kẻ nào chẳng thể bỏ được hết mọi ác hạnh, giả tỷ họ không bỏ ngay được những hạnh xấu để tu thiện pháp, để thực hành các điều thiện, đại khái như giữ giới luật, học hỏi nhiều, đa văn, giữ tránh trì tránh kiến, tuân thủ các quy tắc. Giả sử họ không làm được các điều này, họ phải đọa ác thú, tức bị đọa xuống địa ngục, làm quỷ đói hay làm súc sanh. Vì nhờ sức bổn nguyện của Phật khiến họ hiện tiền đã được tạm nghe danh hiệu của Phật, do thần lực các bổn nguyện của Đức Như Lai khiến họ trước mắt được nghe tạm danh hiệu của Ngài, rồi từ đó họ sẽ thoát thân nơi ác thú kia, lại được làm người. Khi hết kiếp đó trở về làm người, chánh kiến tinh tấn, khéo điều hòa được tâm ý an vui. Có được chánh trì chánh kiến, tinh tấn tu hành nên có khả năng điều hòa tâm ý, vĩnh viễn hoan hỉ và vui sướng trong lòng. Tại sao họ được như vậy? Bởi họ đã hiểu rằng các thói xấu ích kỷ, tự lợi, tranh tham và cầu là nguyên nhân đưa người ta vào các cõi ác, nên họ xả bỏ các tập khí trên. Làm được như vậy gọi là khéo điều hòa được tâm ý an vui, thiện điểm ý lạc, bền bỏ được nhà đến chốn không nhà. Họ có khả năng nhận thức đúng, biết xả bỏ nên có thể bỏ lại gia đình để xuất gia tu hành và thọ trì học trong pháp Như Lai, không hề hủy phạm chánh kiến đa văn. Ở trong pháp của Đức Như Lai Dược Sư Lưu Ly Quang, họ học tập, họ không phạm giới và phạm quy tắc, không hủy chánh kiến, không kiêu ngạo. Họ thường có chánh kiến lại chuộng đa văn, không lười biếng, nói chung là chuyên cần học hỏi Phật pháp, hiểu nghĩa thâm sâu để tăng thượng mạng. Họ hiểu tưởng tận những ý nghĩa thâm sâu trong kinh điển, họ để khỏi ý tưởng cống cào ngã mạn, chẳng báng chánh pháp, chẳng bạn với ma, dần dần tu hành các hạnh Bồ Tát, chóng thành viên mãn. Họ không chơi bài chánh pháp, không làm bạn với ma vương, không vào đảng của loài ma, rồi dần ra tu theo các hạnh Bồ Tát, mau chóng đạt được thành quả viên mãn, nghĩa là đạt được quả vô thượng Bồ Đề, chánh đẳng, chánh giác.